Nó được cái hay sao? Hỏi đây. Mày được cái liếm chua quá, chua quá. Vô tình liếm lộn trái chanh. Ai dè chua quá, trời ơi là trời. Má liếm cái bụng mình trời. Mọi người đã đến nơi rồi, bây giờ mình sẽ mua tất cả những dụng cụ để mà làm đẹp cho bé rồng nhà mình nha. Đi. Cái móng của nó nhỏ lắm, mình vuỗ có cây này được rồi. À, mua cái này với cái gì nữa? Trời, đó giờ tôi chưa đi làm móng nè. Ở đó làm móng rồng. Màu sơn màu gì vậy hả? Cái tay, cái nó màu cam rồi, sơn móng tay nó màu gì? Màu vàng nè, màu xanh nè, màu đỏ nè, màu hồng nè. Kim tuyến nè, trời ơi, bả khóa kim tuyến cho bả kim tuyến nè. C. Rồi, tính tiền. Qua YouTube, qua YouTube. Lên YouTube hả? Tính làm gì? Mua về sao móng tay ăn rồng. Con nhiêu tiền con? Ừ. Rẻ vậy trời. Mua nghề gì mà có 96 ngàn. Hèn chi. Bà bán đắt nhất Bạc Liêu là đúng rồi. Cô hiền hậu nha mọi người. Ủa cô còn cái ở đẳng sữa hả? Rồi nửa giờ đẳng hả? Trời ơi bà giàu quá chị nội. Mua cái đồ cục tóc cho nó. Nó thích ăn trái cây lắm. Mua ba đục tóc trái cây cho nó đi. Về cột được cột. Mua cho nó. Chắc nó sẽ thích lắm. Đi. Đây là những đồ ăn của bé rồng nha mọi người. Bữa nay cho ăn cái gì ta? Cho ăn bí với cà gót đi. Hôm qua ăn bắp cải rồi. Ok. Đói bụng hay gì á? Hello, xin chào. Để đợi xíu gọt cho ăn nha. Đói bụng phải không? Kìa, thấy anh quay phim quen không? Nhắm mắt luôn. Không thèm nói chuyện luôn. Giọng này, quay mặt ra chỗ khác. Nay sáng đi chợ, kể cho nghe. Nay sáng đi chợ, chứ đi chợ. Cái này bà sao? Chị vú nuôi của bé rồng lại hỗ trợ em bảo này không biết bao. Kể cho nghe, sáng đi chợ nè, chỉ mua được Ecun nữa nè, thấy không? Nhìn coi, nhìn đó, giận luôn, đánh một cái giận luôn. Đợi xíu gọt ăn cho ăn, tại vì bình thường sáng á là chị này 8 giờ tới là gọt cho nó ăn rồi. Bữa nay là mấy giờ? Gần 11 giờ rồi. Giận rồi đó, tánh nó hơi khó tánh. Ok, để mở nè. Hết hồn đó. Đây. Hello. Sướng. Ớ, lại sướng rồi. Yeah, lại sướng. Bữa nay hắn mập hơn bữa nha. Bữa nay nó mập hơn bữa nữa đó. Hôm bữa quay clip mọi người thấy không? Bữa nay hắn mập hơn nữa đó. Bữa nay hết lột da rồi nè. Cái tay hết hồng rồi nè. Cam rồi đó. Bữa lột da. Này, cho ăn đi rồi một hồi mình làm móng. Nè nè, mâm mâm. Đang sướng, chưa hết cái độ sướng, chưa hết. Đợi xíu đi, sướng chưa đã. Chưa tới, đang sướng quá. Được rồi, sướng nhiêu được rồi, chút tôi gồi nữa cho ăn nè. Ăn nè. Ăn. Ăn sướng nè. Đi đi đi, chọc lát. Ông nhột nè. Ê. Giận luôn rồi. Nè. Mày quá đá với tao đó hả? Quỷ. Thôi mày ăn đi nào, ăn lại đi nào. Rồi, ăn đi chứ thương. Thôi nghỉ chửi nha, chứ nghỉ chửi rồi. Chứ nghỉ chửi rồi, chứ nghỉ đánh rồi, chứ nghỉ la rồi. Ăn đi chứ cưng, nghe. Rồi, thấy máy quay rồi. Liếc qua hỏi, à, quay nữa hả chị hả? Ừ, bữa nay quay đi, quay nữa. Cho người ta quay đi, ok. Nè, ăn đi rồi quay. Ăn đi, để chị đóng cửa lại cho ăn. Kéo cửa nhà lại nghe, nhắm mắt lại. Rồi, tiếp. Rồi, đừng ai nói gì tới em nữa nghe. Đừng ai quay em nữa nghe, cho em ăn nghe. Đó, người ta ăn chay không mà, dễ thương, nó bụng lắm rồi đó, mà chảnh á.
Đó cái lưỡi nó kìa mọi người. Lưỡi giống người quá ha. Ít không chị? Ăn hết không? Đói dữ rồi. Ừ, nhìn ở ngoài em mạnh mẽ vậy thôi chứ bên trong yếu đuối vô cùng. Nhìn em hầm hổ vậy thôi chứ thực ra em ăn chay. Không. Đói rồi. Ơi, ơ. Sao chị mở ra cho mọi người quay em giờ? Thôi ăn đi. Có sao đâu cho nó quay. Bây giờ là mình có lượng fan rồi, mình phải tủa cái mặt mình ra, cưng hiểu không? Ừ. Cứ cho quay, tiếp xúc giống kính dần quen thôi, ai cũng có gờ, ai cũng có ngày bắt đầu. Không gì hết. Thôi không có ra. Rồi ra đó, thôi. Thôi. Không chịu rồi, thôi ăn đi. Rồi ăn nữa. Người ta không có chịu tiếp xúc giống kính, người ta không thích vô giới showbiz, người ta không có thích làm người nổi tiếng. Thì theo yêu cầu hôm trước quay bé rồng xinh đẹp thì mọi người thích em nó quá và mọi người yêu cầu là chị Như ơi hãy làm móng để cho em leo lên bớt dướng với lại là hãy sơn móng cho bé rồng. Thì chiều theo các fan trên kênh YouTube cho nên là ngày hôm nay Như mua rất là nhiều nước sơn để về làm móng cho bé rồng để bé rồng trở nên xinh đẹp hơn. Không biết bé rồng là trai gái nè, dũa móng nè, làm móng nè, có đồ bột tóc nữa mà chưa biết cột ở đâu để một hồi. Tại bé rồng thích ăn trái cây lắm cho nên mình sẽ mua những cái đồ bột tóc trái cây cho bé rồng nghe. À, dễ thương quá. Để cột tóc cho. Một đứa gờ đầu em coi, đưa mấy đứa lại gờ đầu em, đằng mẹ cột tóc cho em coi. Đó. Quá đẹp luôn. Trời ơi, sao mấy đứa nghĩ gờ em rồi? Gờ em đi. Ừ. Cho em sướng nào. Cuộc đời tao đó giờ muốn cột tóc cho ai? Cột cho mày sao khó vậy gầm. Ê. A few moments later. À, xong, đẹp quá. Dễ thương chưa? Rồi nhờ anh Phát hỗ trợ ẵm em xuống nè. Nhờ anh Phát hỗ trợ ẵm em xuống. Xong nước sôi chưa? Mày điên. Giờ tao có fan nữa mày đụng đi. Cái chân của ông Phát ơi. Chui mày dài quá vậy, xuống chơi rồi. Ê, có chân. Không được. Giận rồi. Con bé này. Nó vào đó Phát ơi, đau lắm á. Kẹp ngay hai nách nó. Ừ. Không được. Ê, trời ơi. Dạ. Rồi xuống đi, cho nó xuống lên đi. Đó. Rồi xuống đây đi. Xuống này là móng nè. Tao rồi, đúng rồi đi. Đừng có chĩa vô tôi. Tôi ngại tôi muốn xuống đâu. Xuống đây. Núp vô trong đi anh à. Thôi được rồi, đừng. Cho nó nhảy xuống lên đi Phát. Đuôi, tôi chặt đuôi nè. Ê, đi đâu. Mấy chị trên YouTube nói cưng á, là móng dài quá, kêu chị làm móng cho cưng. Đó. Rồi bữa nay chị em mình làm móng đi, để cái móng mình nó đẹp, hiểu không? Ok. Rồi. Hỗ trợ gờ cho Phê đang làm móng coi. Nhân viên massage rồi đâu. Bữa nay mình đẹp, mình đi salon. Rồi đây. Đưa tay đây chị nắm. Chị làm móng cho. Móng này không biết sao mà dũa nữa. Ê trời ơi, nó xỉu luôn rồi nè. Ê. Rồi. Sao nó không sợ vậy? Trời ơi. Nhìn gái. Liếm mà đó lè lưỡi, thèm quá. Nó thèm em á. Này mày gái rồi. Nhỏ này nó không biết massage gì chứ. Nghĩ sao mà nó gờ đầu tao mọi người vậy nè. Đó, ông nội tao nắm mắt không nổi với mày nữa. Có phải gờ gì nè. Đó. Gờ lại đi, qua đây chị chỉ cho gờ. Đó, gờ gì nè. Channing. Đó, đây. Ừ, em giúp nhẹ thôi. Đổ, nó lê lưỡi. Nó không thèm mày nữa rồi. Đó, nhẹ thôi, nhẹ nữa coi. Cái tay có thể nhẹ nữa không? Ờ, đó, nhẹ nữa coi. Nữa. Mày làm cái quê mày đi ra.
kiểu nó nhìn tao nói ơ con này nó lại gờ em rồi chị à, nó không gờ không đã mà cứ gờ hoài chán. Nè bây giờ mình nào mình rửa chanh đi, mình rửa chanh từng móng là mình sát trùng nha, theo cái phong cách mà làm móng là vậy đó, mình rửa đó, rửa móng. Ê cho xin một miếng nước đang rửa sơ bằng nước sạch coi, rửa móng nè, rửa cho nó sạch chanh. Giờ mình nhúng móng vậy mình rửa lại một lần nha đó, sau đó mình rửa lại lần nữa đó, rồi rửa rồi xong. Ok. Ê tao không biết sơ móng tay. Xinh quá à. Xinh quá à. Màu vàng nha, phải không? Sơn lớp đầu trước phải không? Ừ. Em màu này nó hơi bị xanh nha. Từ từ sơn thêm màu nữa. Con nhỏ này đang sơn ngón tay mà. Ê, trời ơi, liếm cái mic rồi nữa. Nó liền. Đó, nó bị tê liệt rồi. Tê kìa. Nhìn mặt nó tê kìa. Muốn nó đứng là phải gờ cái đầu nó. Tại vì con bé, người ta nói đi sơn ngón tay là không có được gì, không có được nhút nhát, phải đợi khô mới đi được. Anh massage, anh mà muốn anh đi làm nail á, muốn em đi làm nail là phải có 2-3 người massage em vậy đó, em mới chịu nghe. Nghe mặt có cục nọng quá trời nè. Ừ. Cái nước sơn này nó không ổn định mấy nè. Rồi. Con bé chưa bao giờ làm nail, xin kính chào quý vị khán giả. Dạ. Vì tình thương yêu mến của quý vị khán giả nên em phải làm. Mà đi đâu mà bị mất cái móng chân bên này rồi? Hả? Thánh thần ơi. Mình sơn màu hồng nha mọi người. Chắc là bả leo á, bả leo xong cái bả cào. Bả leo bả cào xong cái nó vậy luôn á. Chết mẹ rồi, cục cái móng rồi sơn cũng gán sơn miếng màu hồng cho người ta nữa, thiệt mấy con quỷ. Tụi mày là quỷ chứ không phải người. Mày làm sao mà mày sơn? Tao chán. Tụi mày là yêu tinh. Người ta đã cục cái móng là đau thương rồi, tụi mày còn sơn một miếng màu hồng lên cho người ta nữa. Trời ơi, cái gì mà được ba con nữ sơn móng cho rồi còn massage nữa. Trời ơi, sướng quá trời luôn á. Một hồi là người cha đẻ của nó về là nó chửi nè. Thằng chồng em đó quý vị. Ôi trời ơi, cái má cưng. Trời phê sướng. Chừng mưa đây coi. Đây. Ủa mấy nữ này làm gì sợ dữ rồi. Nè sơn đây sơn. Mấy bây giờ mà tháo cái đầu ra được không? Đừng nhìn. Ừ trời. Cái gì? Tự nhiên kêu tao tháo đầu. Ê thằng này chồng cho mày nó được cái gì ta? Ở đây. Mày được cái gì? Chua quá. Vô tình liếm độn trái chanh, ai dè chua quá trời ơi là trời. Má liếm cái bụng mình trời chán thiệt chứ. Không hết ngủ nổi luôn, tỉnh luôn. Liếm dính miếng chanh tỉnh luôn, không ngủ được. Ngủ đi chị cưng. Mấy đứa mẹ ác ghê, để con tao liếm chúng miếng chanh cho muốn tỉnh luôn nha. Gán đi, làm đi, đặng nữa có vợ về xuống tay cho vợ. Rồi xong. Ê, cái gì vậy? Đây, đây mình chế làm cho. Trời ơi, nó sơn mà nước sơn nhiễu giống như sơn nhà vậy trời. Mày sao móng tay mày sơn nhà với phát cả nè, nước sơn nhiễu đầy đường chứ nè. Có nè đó, tưởng đang đi quét tường, đi ra nó buông ra rồi nó không chịu luôn. Gờ phát xét. Ôi chạy bây giờ. Nó dặn rồi. Kéo nó lại đẳng đó. Đó, phê nữa. Sao mày nhìn chỗ sướng quá vậy? Nè, gỡ nắp mày nè. Cho khô, má vị khách là móng cực nhất thế giới luôn. Khô rồi đó. Rồi đi đâu đi đi, mệt quá, xong rồi đó. Xơi. Dọn. Mọi người thấy em đẹp chưa? Đó, những bộ móng của em đã được tô vẽ rất là xinh đẹp. Ê, đi đâu hả? Không ăn mà. Không ăn. Đó, mày làm anh ta hơi bị lâu rồi đó Phát à. Kiểu vậy. Thôi tao đi về chùa. Kéo qua Phát, kéo cho nó đừng đi. Kéo ngang qua. Té. Trời, wow, té con ơi. Ôi. Trời ơi, vô
vô nha mấy đứa ơi. Anh đi làm móng đẹp, anh làm móng đẹp rồi bây giờ anh đi chơi nha. Đó, mọi người ơi. Rồi vô luôn, đem mắt kiến vô đi dạo luôn nè. C. Không được, ngu quá. Rồi giờ đeo kiến anh đi chơi nè. Đi. Sao gung quá vậy? Thiên bữa nay gung quá nè. Sao? Em thấy anh sao? Rồi góp tiếng anh luôn. Không đẹp thôi, không đẹp thôi. Đi đâu? Đi chơi đi. Ừ. Ừ. Để coi coi đẹp không? Đẹp đó, gật đầu đẹp. Ừ, hôm nay tôi đẹp đẹp nha quý vị nha. Ừ, hôm nay mình đẹp nha. Ok. Ừ, đẹp đẹp rồi, ok. Ok. Mấy em làm nail tốt, anh khen đẹp nha. Gật đầu nha, đẹp đẹp đẹp. Xíu nhớ bò cho người ta nha. Ok. Đẹp, đẹp hoài luôn, khen đẹp hoài luôn. Rồi biết rồi, biết đẹp rồi, gật đầu hoài. Khen hoài luôn kìa mấy đứa. Thích á, kiểu thích bộ móng quá. Khen hoài, gật đầu lia lịa. Kiểu hài lòng nha, kiểu hài lòng. Được, mấy em làm được. Đâu khen cái nữa tay. Có kiến rồi đó. Đẹp không? Rồi, ok. Chịu like cho tụi em. Khen hoài luôn. Khen tới sáng luôn. Đâu nhìn kỹ trong gương coi đẹp không? Đó, thấy màu hồng đẹp không? Một bên màu hồng, một bên màu xanh đủ màu. Thích không? Bữa nay làm nằm neo thích không? Từng làm cho 1 lần nha. Nha. Từng làm cho 1 bộ móng 1 lần nha. Từng sau đi sơn gel. Từng sau đi đắp bột. Ok. Để chị kêu con bé làm neo lại nó đo cái ni móng của mày làm cho mày bộ móng giả đi đâu cái đắp lên. Đính hộp rồi các kiểu, chịu không? Ok. Đừng quay nữa, người ta đang nói chuyện nha mà quay hoài người ta ngại đó, đừng có quay dính mặt người ta. Nha. Vậy bữa làm neo nữa nha. Ok. Rồi, ok. Ok. Chấp nhận. Coi kiến không à, đi từ cái chuồng ra là tới đây coi kiến. Coi mình trong gương, ủa sao bữa nay mình được cột tóc, đồ các kiểu, mình được sơn móng rồi đó, coi hoài luôn kìa. Ê, kìa về, nó về. Anh, sao bị đem này. Bữa nay con gọc dặm mình nó dễ thương. Kìa ngắm hoài luôn, ngồi vô kiến ngắm hoài luôn. Trời ơi, con nè. Sơn đỏ, trắng, đỏ, vàng, từ lưa chứ về, cột nữa con gọc tôi. Trời ơi, nó ngắm kiến, nó gật đầu nè, khoan, đi ra, hỏi nè, đẹp không? Thích không? Lắc đầu đó, đó. Lắc con khỉ, nãy mới gật đầu. Nó lắc đầu kìa. Đẹp không? Chị sơn cái này đẹp không? Trời ơi, nè, móng ta chéo lại luôn nè. Trời ơi, chết gồng tôi luôn rồi. Thích không? Nè, mấy chị sơn móng tay cho con thích không? Đó. Trời ơi. Con này là con trái rồi. Thích sơn móng tay đúng không? Đúng không? Mấy chị sơn cho con thích lắm đúng không? Trời ơi, người ta gật đầu vậy mà ấy. Để cắt móng cho nó bớt luôn đi. Thôi. Thích không? Hồi nãy mấy chị làm á, mấy chị vừa massage nè, rồi vừa sơn móng tay nữa, thích đúng không? Ta gặt lần thôi chứ kêu hỏi tao hoài. Từ nãy giờ hỏi 880 lần rồi đó. Hỏi hoài vậy má. Ừ, rồi mẹ biết rồi, mẹ nghỉ hỏi. Mẹ tự giả vô mặt mẹ. Hỏi hoài. Nó bị cụt cái móng luôn nha. Sao bị gãy luôn đó hả? Không phải, lúc ẩm nó ra là nó bị gãy rồi. Thôi à, đừng có nó dốc. Coi nè. Nó bẻ gãy cũng màu được cái móng chân của con rồng nè con dưa. Cao xanh ơi. Trời ơi, cái da người ta đẹp như thế, cái cột nè. Như cải lương vậy đó. Trời, đẹp không? Trời, xin lỗi à. Ngắm kiến hoài nãy giờ không đi luôn đó. Chứ bình thường nó đi xuống tới cầu thang rồi đó. Ôi, sao lột dãy lên hả? Ờ, cái này lột dãy lên hả? Đau nó, thằng này. Đó, đẹp thấy không? Gật đầu. Coi kiến là gật đầu lia lịa. Đẹp đó cha, đẹp. Đó, con thích. Chứ bình thường á, nó mà bò ra tới đây là nó bò xuống cái cầu thang, nó nhát mấy nữ ở dưới rồi đó. Mà bữa nay nó ngồi ngắm kiến hoài luôn. Đẹp không? Kìa, cha hỏi kìa, đẹp không? Trả lời đẹp tao lại luôn. Trốn luôn. Tự nhiên quýnh người ta. Sao? Về chuồng chưa? Chưa hả? Rồi coi tiếp đi. Coi kiến không vậy? Đi đâu chơi đi? Đi chơi khác đi, coi kiến ngoài vậy?
Cô kiếm ngoài vợ chơi khác thôi. Dạ. Đi. Đi qua bếp kiếm đồ ăn. Kiếm sô-cô-la. Đi không? Đi. Ta đang ngắm người ta mà kêu đi hoài. Ngắm lâu quá ha. Gặp thứ này ghệ chở mà ở dưới cái là đợi biết lâu luôn á. Rồi, cho nó ngắm đi. Rồi thôi mọi người ơi, tập này của Như xin phép được kết thúc tại đây nha. Và yêu cầu là sơn móng cho bé Rồng. Thì thật sự là bé Rồng rất là thích luôn nè, coi kiếm hoài luôn. Đó, thêm gật đầu lia lịa, thích lắm, thích lắm, thích lắm đó. Rồi, nếu như mọi người muốn làm cái gì nữa, muốn bé Rồng được lột xác như thế nào hay là muốn như thế nào thì mọi người để lại comment bên dưới cho Như biết nha. Cảm ơn mọi người đã luôn yêu quý bé Rồng nhà Như và cũng như yêu quý kênh YouTube của Như rất là nhiều luôn. Biệt danh của bé Rồng là tên thiệt của nó là Rồng Nam Mỹ, còn biệt danh ở nhà là Rồng Rắn Lên Mây. Ok. Rồi mọi người nhớ cho Như xin một nút like, một nút subscribe cũng như luôn nhấn vào cái chuông bên cạnh để nhận được những cái video mới nhất từ Như và bé Rồng nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.